Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Danh dấu chuyện vợ bỏ nha ra đi. Mời các bạn cùng xem tập 42, gia đình mình vui bất thình lình. Sau khi Trâm Anh và Danh nói lời chia tay trên cây cầu kỷ niệm, không khí trong nhà con út trở nên ảm đạm. Trâm Anh cảm thấy cô không muốn phải giải thích hay nói chuyện với người chồng ích kỷ, và giận hờn về những chuyện trong quá khứ của cô và Khải. Cô quyết định bỏ đi một thời gian để lấy lại cân bằng cho cuộc sống và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Trâm Anh muốn tìm một không gian yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc sống và tương lai của mình. Cô cảm thấy cần sự độc lập và không muốn bị kìm hãm bởi những tình huống xấu đẹp trong cuộc sống hôn nhân. Cô đã trải qua quá nhiều sóng gió trong mối quan hệ với Danh và cảm thấy cần thời gian để tập trung vào bản thân và tìm ra con đường riêng cho mình. Danh cảm thấy tức giận và bị tổn thương khi Trâm Anh quyết định bỏ nhà ra đi mà không nói một lời giải thích rõ ràng. Anh cho rằng mình là người đúng trong cuộc tình này và cảm thấy bị cô lừa dối. Danh nghĩ rằng những gì đã xảy ra là do Trâm Anh gây nên và cô phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của hành động của mình. Trong lòng Danh, cảm giác tức giận và quyết tâm không nhượng bộ mạnh mẽ hơn. Anh quyết định bỏ qua những gì đã xảy ra nếu Trâm Anh nói lời xin lỗi về quá khứ đen tối của cô. Trong lúc Danh đang cố gắng làm việc và dọn dẹp nhà cửa, bốn anh chị của Danh gọi điện hỏi thăm về tình hình của Danh và Trâm Anh. Danh không muốn gia đình lo lắng và cũng không muốn truyền tải thông tin không tốt về gia đình mình. Anh quyết định giấu chuyện vợ bỏ nhà ra đi và không chia sẻ với gia đình về tình hình thật sự. Khi Thành hỏi về cô em dâu, Danh chỉ im lặng và trả lời qua loa để qua chuyện. Anh không muốn gia đình cô phải lo lắng thêm và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn sau khi cô trở về. Danh và Trâm Anh không nói chuyện với nhau sau khi cô bỏ nhà ra đi. Hai người đều đang giữ gìn tức giận và không muốn nhượng bộ. Sự căng thẳng giữa họ không có dấu hiệu hạ nhiệt và cả hai đều chưa sẵn lòng để từ bỏ cuộc tình này. Trâm Anh đã trải qua những ngày sống trong sự tĩnh lặng của chùa và sự sáng suốt dần trở về với cô. Cô nhận ra rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có những giải đáp và lời giải thích rõ ràng. Đôi khi, chúng ta phải để thời gian và trái tim làm hết mọi việc. Còn Danh, anh cảm thấy cô đơn và không thể giải tỏa được cảm xúc bên trong. Anh cảm thấy hối hận vì đã để cho sự cãi vã và tự ý kiến chiếm lĩnh trong tình yêu của họ. Tuy nhiên, lòng tự ái và cứng đầu vẫn giữ anh lại, khiến anh không muốn là người đầu hàng trước. Danh vẫn hy vọng rằng Trâm Anh sẽ quay về và nói lời xin lỗi về quá khứ. Anh cảm thấy lòng mình đang dao động giữa tình yêu và tự hào, không biết điều gì là đúng đắn và đáng giá trong cuộc sống này. Liệu Trâm Anh và Danh có thể giải quyết mâu thuẫn và bỏ qua tự ái để đến với nhau? Hay họ sẽ tiếp tục giữ khoảng cách và sống trong cái lẻ loi của cuộc sống? Để tìm câu trả lời, họ cần thời gian và lòng dũng cảm để đối diện với chính mình và những quyết định trong cuộc sống. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.